Các người kiểu này mà đám cưới thêm lần nữa có mà chết. Nè, anh cũng lo xa quá nhờ. Liều thuốc cho trái tim của cô đây. Sao cái này mà đám cưới thêm 5-7 lần nữa cô vẫn thích mà đúng không? Rồi quản lý nó đi, tôi thăng đây, đuối quá rồi. Ê, cái này chia thế nào đấy? Chia cái gì mà chia? Có thì tiêu đi. Cứ thế tiêu à? Này, dạy đếm cùng đi. Trời, hết hồn. Thôi, tự xử đi. Dạy đếm cùng đi, không tí nữa lại bảo tôi biển thủ. Dậy. Nhiều tiền như này cũng thích à? Coi mặt bả kìa. Tôi chưa thấy ai á mà gặp tiền mà cái mặt hấn hở giống như cô. Nếu như có ai đó nói với anh rằng họ không thích tiền, họ không thèm tiền ấy, thì đấy là nói điêu, nói phét. Còn tôi thành thật luôn là tôi rất yêu tiền, tôi rất mê tiền. Bởi vì tiền khiến cho tôi cảm thấy an tâm. Này, cái cảm xúc an tâm này nó kỳ lạ lắm. Nếu như nó không thể đảm bảo được bằng tiền thì chắc chắn là nó sẽ được đảm bảo bằng rất rất nhiều tiền. Ui.